Vâng, ok, hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Và tôi là Đạt đây. Thì ở trong cái video ngày hôm nay tôi có rất là nhiều thứ cực kỳ quan trọng dành cho những anh em nào mà đang chú tâm về cái tựa game Roblox trên điện thoại cũng như là cái tựa game Roblox trên máy tính luôn nha mọi người. Tại vì ngày hôm nay là tôi có hai cái vấn đề dành cho trên điện thoại với lại là dành trên máy tính luôn. Thì chính vì thế là anh em nào mà đang quan tâm thì anh em nhớ là xem video này đừng có tua để có thể hiểu rõ được ha anh em. Rồi, thì hổm giờ như anh em có thể biết là về cái clean data mọi người. Thì hồi hổm tôi có lên một cái video nói về cái tình trạng data đó, thì như tôi đã bảo rồi là hiện tại là về cái vấn đề clean data thì bây giờ thì nó đã sử dụng chung với lại cái file bên cái clean data ít rồi. Thì chính vì thế là để có thể mà tìm những cái bản mà clean data mà data lie mọi người, data giảm lắc ấy, thì bây giờ là hầu hết là cực kỳ khó luôn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà tìm được đi chăng nữa thì khi mà mọi người vào thì mọi người cũng bị một cái vấn đề đó là bị văn nè, bị lỗi màn hình đen đồ cái thứ này. Tại vì đã có rất là nhiều bạn đã nhắn tin cho tôi bảo là anh ơi, tại sao những cái bản data lie bây giờ ấy, thì cái thứ nhất là khi mà tụi em tải trên mạng về tụi em sử dụng ấy, thì nó bị cái tình trạng đó là lỗi văn với lại là lỗi lỗi màn hình đen đấy. Thì cái đó, cái vấn đề đó cực kỳ dễ hiểu thôi, tại vì hiện tại là do là bên data ít mọi người thì nó đang sử dụng chung cái file bên Acer X. Thì chính vì thế là bên Acer X thì mọi người có thể biết rồi, từ trước tới giờ thì họ không có cho can thiệp vào cái file của họ. Chính vì thế là khi mà mọi người tải những cái phiên bản clean data trên mạng ấy, thì có một số máy thì sẽ sử dụng được, nhưng mà còn có một số máy thì nó sẽ bị tình trạng là bị lỗi và không có sử dụng được nha mọi người. Chính vì thế cái điều mà bị văn game với lại là bị màn hình đen là chuyện bình thường thôi. À, và với lại bây giờ thì có rất là nhiều bạn hỏi luôn là tại sao cái bản data lie là cái bản giảm lag nhưng mà cái dung lượng của nó thì nó lại hơn cái bản gốc luôn. Lý do tại sao vậy anh? Thì nói chung cái dung lượng hơn cái bản gốc đó là người ta theo kiểu là người ta búp cái dung lượng ảo lên đó mọi người. Đó, thật sự là cái file đó thì tôi không biết bao nhiêu mê, nhưng mà thường thường là nó sẽ rơi vào tầm là 200 mấy mê theo mà mọi người thấy trên mạng những cái file mà data lie bây giờ ấy, thì hầu hết là nó sẽ chiếm dung lượng là 200 mấy mê thôi đó. Và hầu hết là khi mà anh em tải về thì đâu đó là chỉ có một số bạn dùng được thôi, còn một số bạn thì lại không dùng được. Chính vì thế trong video ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho anh em một cái phiên bản data ít lie cực kỳ nhẹ luôn nè, nó cực kỳ nhẹ, và đặc biệt là tôi dám khẳng định với anh em luôn là nó sẽ không bị lỗi màn hình đen cũng như là không bị tình trạng là băng game luôn nha anh em. Anh em có thể đăng nhập vào anh em chơi luôn đó, tại vì có một số bạn thì khi mà sử dụng những cái phiên bản data lie hổng giờ ấy, thì mấy bạn bảo là khi mà tải về chưa kịp đăng nhập nữa, mới vào trong cái màn hình đăng nhập chưa có kịp đăng nhập cái tài khoản vào nữa thì nó đã bị văng rồi đó. Thì vì thế ngày hôm nay tôi mang đến cho anh em bản data lie nè, anh em thấy không đấy, thì hiện tại là tôi đang chọn cái phiên bản data lie đó luôn. Và anh em có thấy nè, thì cái data lie này á thì do bây giờ á là data nó dùng chung cái file với lại Acer X nha mọi người, thì bởi vậy á là nó nếu mà data lie thì nó chỉ giảm một phần nào thôi chứ nó không giảm như hồi trước nữa nha mọi người đó. Thì ngày hôm nay tôi mang đến cho anh em bản này á thì nó có những cái ưu điểm á, là chẳng hạn như là giảm đồ họa nhanh này đấy. Thì hiện tại mọi người thấy là tôi đang được sử dụng đồ họa nhanh của cái phiên bản data lie nè đó. Đây, ở đây tôi qua tỏ rồi cho mọi người xem đây. Thì nói chung là cái bản này là cái bản data lie đồ họa nhanh đó, mọi người thấy tỏ không, tỏ với lại là những cái hiệu ứng đồ họa đồ là nó đã hoàn toàn biến thành phiên bản đồ họa nhanh rồi đó. Còn ngoài ra thì ví dụ anh em muốn ngược đó, thì anh em có thể là kích hoạt cái chế độ là cái này nè đó, chế độ đồ họa tự động á, rồi anh em giảm xuống hết mức có thể cho tôi đó, thì anh em sẽ tối ưu được cái data của anh em rất là nhiều luôn nha anh em đó. Đây đó mọi người thấy không, khi mà mọi người giảm xuống á thì nó rất là mượt luôn anh em ạ. Đấy, thì về cái bản data lie này á thì sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc là liệu là cái bản này là dung lượng bao nhiêu đúng không, và nó có bị văng hay không. Thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi hướng dẫn cho anh em cách để cài và cũng như là test từ A tới Z cho anh em xem luôn, để coi là nó có bị văng hay không. Rồi, thì dung lượng của cái bản này á thì thường á là bây giờ á là để mọi người kiếm một cái bản data lie mà dung lượng dưới 200 MB á thì nó rất là khó nha anh em. Nhưng mà cái bản mà ngày hôm nay tôi mang đến cho anh em á là cái dung lượng gốc của nó là nó chỉ có là 78 MB thôi anh em ạ. Dung lượng gốc là 78 MB nha. Nhưng mà do là hồi nãy tôi có bảo với anh em rồi, do là bây giờ bắt buộc là mình phải búp lên cái dung lượng ảo á mọi người. Thì bởi vậy là cái bản này là đâu đó bây giờ là nó tính luôn cái dung lượng ảo là nó sẽ chiếm đâu đó là khoảng 180 MB nha anh em. Đó, 180 MB. Đấy, nó chưa có qua 200 đâu. Đây thì bây giờ tôi thoát ra tôi cho anh em xem luôn nè. Đây, thì hiện tại là tôi đã chuẩn bị hai cái phiên bản data lie để so sánh cho anh em luôn ha. Đây, thì như anh em có thể thấy là cái phiên bản data lie XV63 lie này là cái phiên bản mà tôi mới vừa trải nghiệm cho anh em xem á. Thì thực chất là cái phiên bản này là tôi mới tìm được của một người nước ngoài trên mạng của mọi người, thì họ có làm ra, thì bởi vậy là tôi lấy về để tôi review chia sẻ đến cho anh em đó. Còn cái phiên bản mà data lie hổng giờ mà anh em thấy trên mạng nè, đó là nó sẽ rơi vào dung lượng là đâu đó là khoảng 200 mấy mê thôi. Đấy, nó rất là nặng luôn. Còn cái phiên bản mà data lie ngày hôm nay tôi mang đến cho anh em thì nó chỉ có dung lượng là 178 mê thôi. Thì cái này là 100 mê là dung lượng ảo nha mọi người, còn dung lượng gốc của cái file này là nó chỉ có 78 mê thôi nha anh em đó. Thì cái ông làm ra cái bản này thì ổng bảo như thế, thì sẵn ở đây thì tôi nói như thế cho tất cả các ông luôn. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể mà sử dụng cái phiên bản data lie này mà không bị văng nha anh em. Do là cái phiên bản này thì
nó đã được tối ưu tăng chỉnh được cái thứ rồi. Thì bởi vậy để có thể mà sử dụng phiên bản data line giống như tôi hồi nãy đồ họa nhanh được cái thứ thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ha. Thì đầu tiên là anh em tải cái data line Novan này lại về nè. Đấy, cái phiên bản data line 178 này nè, anh em tải về rồi anh em cài đặt cho tôi. Ở đây thì tôi đã cài đặt sẵn rồi, bây giờ tôi vào ha. Đấy, thì nói chung á là hiện tại là tôi đang trong cái clean data line luôn, và đặc biệt á là nó sẽ không có bị cái tình trạng đó là văng hay là lỗi màn hình đen nha anh em. Đây anh em đợi tí là sẽ vào đó. Còn những cái phiên bản data khác thì anh em chưa vào được bên đây nữa là anh em đã bị văng rồi. Rồi, đấy anh em thấy không? Vào rất là mượt luôn nè. Rồi bây giờ thì tôi sẽ vào trong cái tựa game Lockfoot cho anh em xem ha. Đây Lockfoot nè. Đó. Thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi vào trong cho anh em xem, thì tôi đảm bảo với anh em luôn là cái bản này nó không có bị văng đâu, cũng như là không bị màn hình đen đâu, thì bởi vậy là anh em cứ yên tâm. Và tí thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể bay bắt hay luôn mà không cần phải vượt lên VT luôn nha anh em. Rất là ngon ha. Rồi bây giờ thì tôi vào nè. Đó. Rồi anh em ơi, thì ở đây á tôi đã vào trong cái data line đó rồi nè. Đó, thì sau khi mà vào xong tới đây á thì sẽ có rất là nhiều ông bảo là anh ơi tại sao mà anh vào, anh nói là anh vào trong cái data line nhưng mà đây là cái đồ họa thường. Đấy, thì do là cái bản này á là được cái ông bạn nước ngoài, cái ông người nước ngoài đó, thì nãy tôi nói với mọi người á, cái ông làm ra cái bản này, ổng tăng chỉnh ấy, và ổng có hướng dẫn cái cách mà để sử dụng ấy. Thì cái cách mà để có được cái đồ họa nhanh như lúc nãy mà tôi mang đến cho anh em á, thì anh em sẽ thấy cái phần cài đặt cái bánh răng ở đây không? Đây, anh em nhấn vào cái phần cài đặt bánh răng ở đây nè, thì nó sẽ có cái phần là fast mode này anh em thấy không? Đó. Thì xem tới đây á là tôi sẽ nghĩ là tôi sẽ biết là có rất là nhiều bạn sẽ chửi tôi luôn là bảo á, ủa cái phiên bản data thường cũng có mà tại sao á phải tải phiên bản data line này về chi cho mất công đúng không? Đây thì ở đây á là tôi sẽ chích lại cái đoạn mà cái đoạn giải thích của ổng cho tất cả các ông nghe ha. Thì á đối với là cái phiên bản data thường á, khi mà mọi người nhấp vào cái chữ fast mode này nè thì nó sẽ bật cái chế độ đồ họa nhanh lên thôi nha mọi người, nó sẽ bật cái chế độ đồ họa nhanh lên, mình nhấn mạnh nha. Đó, còn đối với là cái phiên bản data line này á thì ổng sẽ tối ưu, thì khi mà mọi người nhấn vào cái chữ fast mode này á thì nó sẽ tắt những cái file không cần thiết đi của cái tựa game Roblox này. Đó, giúp cho máy của mọi người nó sẽ tối ưu hơn và mượt hơn nha mọi người. Đấy, hai cái nó khác nhau một hoàn toàn nha. Cái phiên bản data chính thức á thì khi mà mọi người nhấn vào á là nó sẽ bật cái chế độ đồ họa nhanh. Chứ nó không có tắt những cái file ghét ha. Còn đối với là cái bản data line này á thì khi mà mọi người nhấn vào cái chữ fast mode. Đấy, mặc dù á khi mà mọi người nhấn vào thì mọi người thấy nó chạy những cái bản bình thường vậy thôi, nhưng mà thực chất á là nó đang tắt những cái file ghét nha mọi người. Đó, nó đang tắt những cái file ghét không cần thiết. Do là cái bây giờ dùng chung với lại cái clean ASIC ít cho mọi người, thì bởi vậy chúng ta không có can thiệp sâu được. Chính vì thế thì ổng mới làm ra cái mẹo như thế này, để khi mà mọi người nhấn vào á thì thay vì xóa nó đi thì chúng ta sẽ tắt nó đi nha mọi người, tắt những cái file ghét đi này. Với lại là sẽ hiển thị cái chế độ đồ họa nhanh lên cho anh em. Đó, thì trung bình á là cái bật xong á thì anh em sẽ đợi tầm 20 giây cho tới 80 giây ha, thì nó sẽ tự động nó bật thành công nha anh em. Đây anh em đợi tí là sẽ tự động nó bật nè. Đó. Bây giờ tôi sẽ tua nhanh vào khúc này ha. Rồi anh em thấy không? Đó thì anh em đợi tí là nó sẽ tự động nó bật cái chế độ đồ họa nhanh, và cũng như là nó sẽ tắt những cái file rác đi anh em, giúp cho máy của anh em nó sẽ rất là mượt luôn. Đó, cực kỳ mượt luôn nha anh em. Đấy, thì anh em nhớ nha là khi mà anh em sử dụng cái phiên bản data line này thì anh em sẽ làm giống như cái bước này, thì nó sẽ tắt những cái file rác đi, với lại là nó sẽ làm cái chế độ đồ họa của mọi người được nhanh hơn. Đó, để cho mọi người sử dụng ok hơn. Đó, mọi người thấy không? Nó đang tiến hành nó load nè. Đó. Thì hiện tại là những cái vật phẩm trong cái máp của mọi người là đã đều biến thành cái đồ họa nhanh hết rồi nha anh em. Đấy, thì do là nó đang tắt những cái file rác trong cái clean đấy, thì bởi vậy là nó sẽ hơi lâu một tí, anh em chịu khó đợi ha. Rồi thì ở đây là tôi đã xong rồi nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Thì khi mà nó hiện lên chữ như thế này là có nghĩa là xong rồi. Đó. Thì nói chung là cái cách như thế này tôi cũng thấy khá là hay luôn. Nó sẽ giúp cho anh em tắt được những cái file rác ở bên trong cái clean ha. Đó, bên trong cái clean luôn, và đặc biệt là nó sẽ tối ưu cái đồ họa cho mọi người. Đó. Thì như thế là mọi người đã có được cái bản data line đồ họa nhanh này nè, mọi người thấy chưa? Đó, rất là mượt luôn. Bây giờ là mọi người chỉ cần vào trong cái phần cài đặt này, mọi người chuyển qua cái chế độ đồ họa, mọi người chuyển qua thủ công, là mọi người giảm hết mức có thể về cho tôi. Đó, là cái máy của mọi người là nó sẽ mượt cực kỳ mượt luôn mọi người ạ. Đó, mượt cực kỳ mượt luôn nha. Đấy, rất là mượt luôn nha anh em. Rồi, đó, thì đó là về cái cách mà để anh em có thể sử dụng được cái phiên bản data line này ha, và cũng như là những thắc mắc nãy giờ thì tôi đã giải thích rồi, anh em nhớ xem rõ video để hiểu giúp tôi được cái tua ha. Rồi, còn bây giờ là đến với cái phần là khay. Rồi thì đối với là cái khay này thì bây giờ rất là đơn giản luôn. Thì hiện tại là đối với là cái clean data này thì anh em vẫn có thể bypass khay được bằng trong cái con bot Discord của tôi. Thì ở đây là tôi sẽ copy cái link khay nè, rồi tôi vào trong cái nhóm Discord đặt HG cho anh em xem. Và rồi thì ở đây là tôi đã vào trong cái nhóm của tôi rồi nè. Thì sau khi mà vào rồi thì bây giờ là tôi sẽ tiến hành tôi vào trong cái phần bypass khay cho anh em xem. Thì hiện tại là trong đây là tôi mới vừa tuyển một cái con bot vào nha mọi người. Đây tôi mới vừa tuyển một cái con bot vào nè. Đó, con bot Nakano. Đấy, thì con bot này là nó hỗ trợ cho anh em get được rất là nhiều khay của những cái clean khác nhau luôn nha anh em. Đó, bot này bot mới nha. Thì anh em nhanh chóng vào trong cái nhóm của tôi để có thể trải nghiệm được về cái con bot này nha anh em. Rồi, thì ở đây để có thể mà bypass được cái khay data thì anh em sẽ xác lệnh là data cho tôi. Đó, thì sau đó nó sẽ ra rất là nhiều luôn. Thì hiện tại thì anh em có thể sử dụng rất là nhiều cái con bot để có thể bypass cho cái khay data nè. Đó, anh em thấy không? Rất là nhiều luôn ha. Còn ở đây là tôi sẽ sử dụng cái con bot mới này, là con bot Nakano nha anh em. Đó. Rồi dán cái link data vào rồi nhấn gửi thôi. Đấy. Thì sau khi nhấn gửi xong thì nó sẽ hiện lên như thế này, là có nghĩa là anh em, nó kêu anh em là hãy đợi trong vòng là khoảng chừng vài giây thì nó sẽ tiến hành nó bypass cái khay data cho anh em ha.
Rồi anh em ơi, thì sau khi mà nó bypass ra xong á, thì nó sẽ hiện như thế này. Đó là có nghĩa là mọi người đã bypass cây thành công rồi. Đấy, việc bây giờ là mọi người giữ đè vào cái cây nè, là nó sẽ tự động nó copy cái cây. Rồi bây giờ mọi người thoát ra, mọi người vào lại trong cái clean data line cho tôi ha. Đấy, thì nói chung á là cái này á, thì mọi người ghép cây bằng data line hoặc là data thường đều được nha anh em. Đấy, rồi bây giờ tôi vào lại cho anh em xem. Rồi anh em ơi, ở đây thì tôi đã vào lại rồi nè anh em. Đó, thì đối với lại cái data bây giờ thì do là nó xài chung với lại cái ASX thì khi mà anh em vào là nó sẽ tự động nó nhập cái cây cho anh em luôn. Đó, nó sẽ tự động nó bỏ qua cái bước gate cây luôn. Đấy, thì coi như là như thế này là anh em đã bypass cái cây thành công rồi. Thì việc bây giờ là anh em chỉ cần là vào trong cái data line này, chọn vào đây và tích vào đây để tiến hành nó tắt những cái file rác ha. Đó, tiến hành nó tắt những cái file rác rồi sau đó là nó sẽ tiến hành nó chuyển qua cái chế độ đồ họa nhanh nha anh em. Đấy, thì cách như thế này là anh em sẽ có thể sử dụng được cái phiên bản data line và không bao giờ bị cái tình trạng đó là lỗi văn game, lỗi màn hình đen được cái thứ. Đó. Đó là về cái vấn đề của bên clean data ha. Rồi còn bây giờ thì về cái vấn đề mà bên máy tính hồi nãy tôi nói đến cho anh em thì dành cho những anh em nào mà chơi cái tựa game Roblox trên máy tính thì hôm nay là tôi có một cái cập nhật mới về cái clean way cho anh em đây. Thì hiện tại là vào khoảng cách đây là khoảng một ngày trước rồi mọi người, bên cái clean way thì họ đã tung ra một cái thông báo rồi, và trong cái thông báo đó thì tôi sẽ hiển thị trên cái màn hình cho anh em xem. Thì nói chung là trong cái thông báo đó thì họ có nói về những cái quyền lợi khi mà mọi người sử dụng cái phiên bản quay vì mình chuẩn bị mới ra đấy. Thì khi mà mọi người vào và mọi người đọc á, mọi người có thể thấy cái dòng gì không? Đó, thì cái dòng đó là có nghĩa là thông báo là khoảng trong vòng một tuần nữa thì bên cái clean way sẽ tung ra cái phiên bản clean để cho mọi người sử dụng ha. Và đặc biệt là ở phiên bản sắp tới mà anh em mình sử dụng là họ sẽ cho anh em mình sử dụng được miễn phí cái clean chức năng, những chức năng premium một tuần nha anh em. Đó, miễn phí trong vòng một tuần. Thì sau hết một tuần thì họ sẽ quay về cái bản phiên bản miễn phí cho anh em mình dùng. Còn ví dụ anh em nào muốn sử dụng cái premium thì anh em sẽ tiến hành anh em bỏ phí ra để anh em sử dụng ha. Còn không thì anh em sẽ sử dụng phiên bản quay như bình thường. Đó, thì đó là cái vấn đề về cập nhật thông tin mới nhất của cái clean quay nha anh em. Hôm giờ tôi cũng đang rất là trong ngóng luôn. Đó, thì nói chung là dành cho ông nào hôm giờ trong ngóng thì mấy ông có thể thấy trên màn hình đó. Nãy giờ tôi có cho mấy ông xem về cái thông báo đó thì mấy ông có thể đọc và hiểu ha. Rồi, thì đó là về những gì mà trong video này mà tôi muốn mang đến cho mọi người về cái clean cũng như là về cái những cái vấn đề về quay trên Roblox PC ấy. Còn bây giờ thì mời anh em đến với lại cái bản menu farm ngày hôm nay thôi nào. Let's go. Ok anh em ơi, thì đây là một trong những cái phiên bản menu farm mà trong video này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả anh em. Nó có tên là Sell Red Hub nha anh em. Đó, Sell Red Hub thì nói chung là tôi đọc tiếng Anh mà sai đồ thì anh em bỏ qua giúp tôi ha. Thì đây là một trong những cái phiên bản menu farm mà mới vừa ra mắt vào ngày hôm nay, và đặc biệt là nó hỗ trợ cho anh em rất là nhiều tính năng luôn. Đó, thì chính vì thế là trong video này tôi muốn mang đến cho anh em về cái bản này ha. Thì cái bản này được cái là nó có cái giao diện rất là đẹp này, và đặc biệt là nó sẽ không có yêu cầu mọi người là phải dắt cây nha mọi người. Đó, và khi mà mọi người mở lên là chúng ta sẽ có những cái chức năng hỗ trợ chạy nhanh này. Rồi nói chung là mọi người khi mà mọi người kết hợp với là cái phiên bản data line này thì nói chung là quá là ngon và quá là VIP luôn. Đó, quá là ngon và quá là VIP luôn nha anh em. Đấy, rồi thì bản này thì nó vẫn hỗ trợ cho mọi người là từ tiếng Việt cho tới tiếng Anh luôn. Thì bởi vậy là mọi người dòm vào là mọi người cũng biết là những chức năng này dùng để làm cái gì rồi. Về những cái chế độ farm thì nó hỗ trợ cho anh em là farm level này. Đó, farm level rất là mượt luôn nha anh em. Anh em kết hợp với là cái phiên bản data line này là quá là bá luôn. Đó, đó, farm level này, farm gương này, farm mastery, farm hồng hậu trái, farm bone đồ là có đầy đủ cho anh em từ A tới Z luôn. Việc của anh em về là chỉ cần lấy để sử dụng thôi. Và bản này do là nó mới ra thì bởi vậy là tôi mới mang đến cho anh em. Thì bởi vậy là anh em muốn sử dụng thì tôi sẽ để cái phần luận game cho anh em ha. Rồi, phần setting này thì hỗ trợ cho mọi người chỉnh những cái chẳng hạn như là màn hình treo này. Đó, rồi ẩn thông báo này, rồi cái thứ này là mọi người về mọi người sử dụng thêm ha. Rồi, còn hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều chức năng khác luôn này, hỗ trợ phần layer này, phần star tự động nâng chỉ số này, layer là DBBB, phong bông ti này, island dịch chuyển này, food này. À, random trái này, tôi random ra thử nè. Rồi tôi random ra được trái bare red gì nè mọi người. Trái này là từ để cho đang đánh mọi người ạ. Đó, đang chế độ farm bone nha mọi người. Là tôi chưa thấy cái trái này trái này thì nói chung là cũng cùi thôi, không có mạnh lắm đâu. Đấy. Rồi, đó mọi người thấy không? Đánh rất là ngon ha. Hỗ trợ cho mọi người farm ra đi farm rai này, úp tộc rai V4 này, shop này, mid này, đó rất là nhiều luôn anh em ơi. Còn về những cái chức năng mà farm Terosat đồ hay nó thì nó sẽ nằm cho các bạn Gen Z nha anh em. Đó, hỗ trợ mua thuyền này. Rồi đánh chiêu Terosat này, rồi dịch chuyển Marilyn tự động tìm đảo bí ẩn đâu cái thứ nữa nè, rất là nhiều ha. Đó, auto sao bét nè, treo rồi đánh thủy quái đâu nè. Đó, thì cái này về anh em sử dụng thêm ha. Thì nói chung là video này cũng khá là dài rồi, thì bởi vậy là tôi không thể nào test chi tiết về cái bản này được. Thì bởi vậy là anh em về anh em sử dụng thêm ha. Và cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã đón xem video này. Chúc cho anh em có một ngày tốt lành. Về sau có những cái clip nào cập nhật và có những cái nào mà mới thì tôi sẽ mang đến cho anh em liền ha. Và bây giờ thì bye bye.